Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là thông tin ghi nhận trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Châu tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, các đại biểu đã bầu ông Trần Xuân Hải giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Xuân Hải hứa sẽ quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng tập thể Ủy ban Nhân dân xã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng tại kỳ họp thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Châu đến năm 2030